Đâu rồi mọi người, đâu hết rồi? Quang bấm rồi con. Quang bấm rồi. Đang bấm quay lên. Ủa mày Hảo đi. Ba là 92 hả? Ờ, bả không? Huy là... Rồi bây giờ theo thứ tự nha, chị Hảo bắt đầu. Bắt đầu bây giờ tiếp tục đi. Rồi gia đình mày Hảo đâu? Chăm. Đi chăm chở con. Chăm chở con. Chưa, bây giờ chăm chở con. Để chưa? Chăm lên nhiêu? Ờ, chị chăm 32 tuổi. Đâu vô đây? Gia đình mà nằm vô trước đi. Đi vô gia đình. Có micro nói không nổi nha. Đi vô gia đình mà nằm kìa. Ủa chụp hình với ông Cối, sao chụp hình với tao? Giờ xong chưa con làm việc? Rồi, rồi, bắt đầu. Nhá, việc trước đây, lớn làm việc trước đây. Bây giờ theo thứ tự chị Hảo, chị Thanh, chị Thanh, chị Hảo là con chị Thủy luôn, con đây luôn, anh Dũng luôn. Lạng mấy cái gì em lạng? Lạng, mới con đại diện cho... Dũng nè, mẹ Thủy nè, My với Ly, chị ba, chúc ba sống lâu trăm tuổi nha con, trăm tuổi. Cái này là Hảo, Dũng, rồi chụp để đóng phim lại cho mấy đứa lớn rồi. Ông ngoại ngày 2, 3. Rồi đây vô đây, vô đây. Chưa, cái đó là mới có đại diện còn chị Thảo đâu. Rồi gia đình đâu thì sao? Lâu lâu con ngoại phải quẹo qua mọi người bên đây, con không cần chú hộ chưa. Rồi gia đình chị Thanh. Chị lại chị Hảo vô vô. Giờ phải ra nha. Chị Thủy. Mọi người giãn ra tí để lấy ánh sáng chụp hình. Đúng rồi. Có bên công ty là đại diện chị Thủy nè, Vũ, Quỳnh, chị Thanh, chị Hảo rồi. Chị Hảo đại diện cho chị. Có anh Dũng là không có đại diện thôi. Quay. Đang quay. Để tắt lát. Rồi xong tới chưa, cái máy này chụp đẹp không cơ? Đẹp rồi, rất đẹp, đẹp. Máy này là máy mỗi năm chụp á. 1, 2. Mẹ lên, mẹ rồi, rồi. Rồi tới nhà má Phương. Phương đâu vậy chị Phương? Được rồi đó. Thì được chứ. Rồi được rồi, quả đen, quả này. Quả chồng con, cháu Bách Tân mừng tuổi ba, sức khỏe, trường thọ. Trường thọ luôn. Vỗ tay kìa. Vỗ tay. Đứng bên đây không có cái bông ha. Bên đây đẹp hơn ha. Yên tâm. Ủa sao gia đình này không ai vỗ tay vậy? Tay rồi, tay quá trời. Mẹ ơi, mọi người ra ngoài đi, tự nhiên chụp cái chụp hình đó mẹ. Rồi, 1, 2, cười tươi quá. Ủa, bà Vinh mà tiên chị Quỳnh. Cái thưởng nó hương rung rồi, lúc con đếm 1, 2, 3, đừng 1, 2. Một lát rồi kìa. Để cho đi. Đi xa xa đi, chụp gần được. 1, 2. Rồi chị Linh đâu? Chưa, không phải nói đúng, chưa, đừng có la. 1, 2, 3. Đây em quay nha. Đây anh thì em quay, em cứ quay thoải mái từ từ, em đừng có quay đảo quá, quá nhanh thôi. Rồi bây giờ quay. Bây giờ chăm vô đây. Rồi, tới gia đình Đức là chăm vô. Bây giờ đây là bên ngoại của Trâm. Đúng là ngoại Trâm gửi quà từ Úc về. Dạ, để đi Trâm đi cho. Quay qua, quay qua sống trường. Trâm qua đây. Với con cháu. Dạ. Đi nè. Sao mà đây? Móc ruột, móc. Đây cái ông móc ra rồi giờ tôi đi thì không ra cũng đỡ. Coi Dũng. Đi ra ngoài. Dạ. Ngoài cái Trâm nước là mày. Vô vô cái phần kia, vô ngồi. Thôi anh có. Cái này là tụi con. Cái này là Úc, con này tụi con. Dũng thấy hình không? Có ngồi đó với tụi đó không? Dạ, chỉ có nhỏ này nó tương xứng với bà được thôi à. Xích ra hết, tự nhiên cái khu này tụi mình thích có đứng quay. Anh còi giống chuyên nghiệp quá, anh còi giống chuyên nghiệp quá ha. Một, mà có thấy bên đây đẹp hơn? À, anh còi đó, anh còi chuyên nghiệp á. Rồi, một, bên này đẹp hơn. Dũng đâu?
Khoan nha, nhìn nó nha. Rồi đang quay quay đang quay. Hay Dũng không? Hay Dũng không? Có Dũng thấy không? Hay Dũng hả? Có Dũng thấy không? Hai. Kêu hai. Một, hai. Không nghe tiếng của Dũng. Nhìn vô ông Kiến á. Hai. Xuống con xuất qua chưa kêu Dũng. Thấy không? Có Dũng thấy không? Thấy không? Đức có thấy mình không? Ba, ba nhìn ba. Hai, ba. Ba, ba nhìn lên ba. Thấy không? Đừng có giận cái chuyện. Nguyên đây đi. Khoan từ từ để ngoài nhìn lên. Ba đang quan tâm. Khoan, khoan. Rồi đẹp rồi. Rồi. Tới 8 tới 9, 9 lên 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 cầu Khánh rồi. Lên vô Khánh vô. Lên hồi nãy chị Hảo đại diện tuyên bố là có tiền lì xì rồi. Hàng chỗ đây ha. Quý gia đình vô đi. Ba mẹ thôi. Nhà lên lên, vô lên. Đi đi vô đi. Vô đi. Đó bây giờ cất một lì xì nè. Sao con ngồi đây hả? Rồi. Đây, đây. Lên ngồi giúp ba đi. Tịnh 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 tịnh. Anh Dũng thấy đang lớp Lan đang lì xì chứ. Thấy không? Còn Dũng thấy không? Đó gia đình Linh rồi đó. Thấy không? Đi đây rồi. Hả? Không nhớ hả? Dũng thấy không? Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Dạ, một hai thấy mờ lắm hả? Ủa sao kỳ vậy ha? Sao bên đây cái mờ cái mẹ lắm nữa. Một hai cố lên một hai đó giờ thấy con lũng hơi rõ rồi nãy cũng thấy mờ rồi chụp cái góc này cũng đó bây giờ đang... rồi xong gia đình cô lên xong rồi gia đình nhân gia đình nhân đâu cái nào cũng trăm là của bà Hảo bà Linh bà Trinh thấy không ông Dũng có thấy, thấy mờ mờ ha thấy rõ chưa nè anh Dũng đang nhìn đó đang nhìn tới nhân đấy tới giờ tới tới gia đình nhân đang gia đình nhân đang đang rồi, ngồi luôn nè nhìn đây nha Bảo bị che mặt rồi Bảo ơi cười lên phải đi ra đây rồi đúng rồi. Dừng Bảo ra đây đi. Đây đỡ không? Đó được rồi. Rồi rồi. Rồi một hai chồng xanh đỏ nổi quá. Cái nữa là lại nhìn đây nhìn đây nhìn ông Kiến. Ba nhìn đây. Nhìn ông Kiến một hai. Cười. Xanh mắt nó trần trần quy à. Có quy. Rồi. Rồi tới Út là xong phải không? Đâu rồi? Đâu? Quá. Cái đầu kháng này ồn ào chứ. Nhưng ngồi với ông ngoại. Mày mốt chứ phải xài micro quá. Đứng vô hết nhận. Mày giống người Nhật quá mày. Sáng nay mày giống Nhật vậy chứ. Chưa đưa gì vô rồi. Chưa đưa gì vô rồi. Năm nay mới gia đình con á. Ba sống trong tuổi với tụi con. Bỏ hết rồi. Rồi, Dũng lấy trên cái lì xì không? Đây là máy chụp hình nè, đây là máy quay phim, đừng có nhìn trên cái lì xì cho ba đó. Rồi, nè. Ủa, đứng lên nè. Đây, hai cái vợ chồng này. Phải nhà ốc trên lì xì đó. Ốc trên ơi, xong chưa? Rồi, rồi, rồi. Lì xì đây. Có 100 đô của cô Dũng. Đâu ơi, nhìn đây, nhìn đây, đây là máy chụp hình nè. Rồi, một, hai. Tiền nó lưng lưu từ túi người này qua túi người kia. Được rồi, được rồi. Rồi bây giờ tới 3 lì xì. Ba nó hết rồi, ba nó hết rồi. Tới 3 lì xì. 3 lì xì cho mấy đứa nhỏ. Ba làm nhiệm vụ nói ba đi. Giờ ba có lì xì mấy đứa nhỏ. Hả? Đó, trời. Đó, rồi. Quay đi luôn. Giờ bắt ba lì xì, giờ để ba vô. Có công dịch, có công dịch. Ba vô. Con nhỏ xếp hàng kìa. Xếp hàng, xếp hàng. Con nghe con dùng nó bao dùng nó rồi. Rồi vô con. Anh Dũng còn nhận không? Hả? Anh Dũng còn được nhận lì xì không? Tâm vô con. Quay lão, hả quay lão. Đó đang thấy nè, đang thấy nè, đang lì xì cho ông Quy. Gia Quy đó. Anh đang ngó đó. Thôi 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 kìa kìa. Ủa đang quay chụp hình vậy? Thôi quay chi nữa? Ai quay vậy? Tới ai? Tới Dư Vy vô. Thôi khỏi quay nữa con, chụp vô, thôi. Vô. Cái máy đó của ai? Mấy ai đang quay chụp đi. Còn vô đi. Cô đứa đang quay rồi. Che cô Dũng kìa. Bảo vô chưa? Còn ai không? Không vô là mất tiêu chuẩn nha. Quỳnh vô con. Quỳnh
Anh Dũng đang thấy, Dũng đang coi. Nhưng mà anh đang coi cái... Anh Dũng đang coi cái... Anh Dũng đang coi dùng cái Skype, Skype. Ủa sao Skype đang ăn chứ? Anh ai chụp hình, anh chụp hình đâu? Nãy giờ thiếu rồi. Thôi cậu đứng quay cái lì xì quay đi ha, khỏi chụp. Khỏi chụp lì xì quay. Chị Hảo qua đây nè, chị Hảo. Qua đây nè, hướng này nè, cho anh vô thấy. Rõ chưa? Nhân qua đây nè, nói chuyện nha. Dũng thấy rõ chưa? Sao nói sao? Thấy rõ, chúng chưa thấy rõ. Thấy rõ, chắc tại cái chất lượng đường truyền quá. Chất lượng internet á. Tại cái chất lượng đường truyền hay sao? Còn, còn ai chưa? Còn đứa nào chưa có lì xì đi vô. Rõ. Hình anh Dũng không có rõ rồi, hình anh Dũng rõ rồi. Hình của Dũng là rõ rồi. Bây giờ rõ cái hình đó, coi vô cái hình trong máy của anh.